Hello, chào tất cả các bạn. Chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình có nhận được cái Oppo A83 này các bạn. Bị khóa mật khẩu nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở khóa mật khẩu của con này bằng cái phần mềm MRT 3.95 nhé các bạn. Đấy. Thì những bạn nào mà đang sử dụng MRT mà không mở được cái bản 3.95 như này thì bạn có thể tham khảo ở trang web Anh Quân 909 này nhá. Thì mình có viết khá là chi tiết ở trong cái trang web này, các bạn có thể tham khảo. Còn không thì bạn có thể liên hệ mình nhá. Mình sẽ hỗ trợ các bạn nhá. Đấy, tuy nhiên là fit cái này thì bạn cũng mất phí các bạn. Nên là các bạn cần thì bạn hãy liên hệ mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái MRT 3.95 này lên để mở khóa con Oppo A83 nhé các bạn. Đấy, các bạn chỉ việc mở con gấu này lên này. Chọn clan này. Run fit này thì tự động MRT nó sẽ lên. Thì hiện tại mình thấy cái MRT sử dụng vẫn còn khá là ổn, nên là các bạn mà cần thì các bạn cứ liên hệ mình. Các bạn chọn Oppo này, ở model thì các bạn sẽ chọn A83 giúp mình. Rồi các bạn sẽ chọn format, rồi ấn start thôi. Rồi ở trên cái máy Oppo thì các bạn sẽ tắt nguồn đi giúp mình này. Đây. Các bạn đè vào rồi các bạn tắt nguồn đi. Thì tiếp theo thì các bạn sẽ giữ volume cộng và volume trừ các bạn ghim cáp thôi nhá. Đây, volume cộng, volume trừ các bạn ghim cáp giúp mình này. Thì tự động nó sẽ boost nhá các bạn. Đấy, ok. Đấy nó báo như này là ok này các bạn, các bạn chỉ việc chờ thôi. Thì các bạn đang sử dụng MRT 3.95 mà không mở được á thì các bạn có thể liên hệ mình để fit nhá. Cái bản hiện tại thì mình thấy mở khóa vẫn khá là ok. Đấy, còn các bạn bỏ đi thì khá là phí. Nên là các bạn cần thì các bạn có thể liên hệ mình nhá. Rồi ok, thì bây giờ chờ cho nó khởi động lên và mình kích hoạt vào thôi. Khá là đơn giản. Đây, hiện tại thì nó đang xóa này các bạn, đang format data nhá. Đây, các bạn chờ đây. Rồi, thì trong thời gian chờ đợi thì các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại câu hỏi ở bên dưới phần mô tả của video nhá. Đấy, còn những bạn nào mà cần fit MRT thì các bạn cứ liên hệ Zalo mình nhá. Fit thì khá là nhanh thôi. Nên là các bạn cần thì bạn cứ nhắn qua giúp mình. Ok, chờ cho nó khởi động lên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bypass Google là xong. Thì MRT hiện tại thì mình thấy mở khóa Oppo Vivo thì vẫn còn khá là ok. Đấy. Mình thì mình chuyên chỉ sử dụng cái MRT này thôi, tại mình sử dụng quen rồi các bạn. Đấy, nên là bây giờ mình cũng không mua cái khác nữa, mua cái khác thì lại tốn phí một lần nữa. Còn bạn nào thích sử dụng lại thì các bạn có thể tận dụng, còn không thì các bạn có thể đầu tư vào thiết bị khác như là unlock tool các thứ. Đấy. Mình thì mình sử dụng cái này quen rồi nên là mình mở fit lại để mình sử dụng thôi. Còn các bạn cần fit thì các bạn cứ liên hệ mình. Rồi ok, lên rồi thì bây giờ các bạn cũng chỉ việc ấn vào gọi khẩn cấp này. Các bạn ấn sao thăng 813 thăng nhá. Đây. Các bạn gọi khẩn cấp rồi ấn sao thăng này 813 thăng. Đấy, các bạn gọi thì tự động nó sẽ nhảy vào menu. Đấy, như này là xong nhé các bạn. Rồi ok, chúc các bạn thành công nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Chào tất cả các bạn.